Thôi rồi, gần hết rồi. Sảnh bách các nơi rồi kìa. Không rồi ba. Ba cảm ơn. Ba ơi, của... Thôi, đây, đây, sao hai đứa tranh nhau quả trứng nữa. Thôi đây, con ăn đi này. Con ăn đâu ba? Đấy, con bánh này ngon mà. Ba, con đang chơi mà, con không ăn mà. Sao giờ lại con lười ăn thế nhở? Không thích ăn đâu ba. Món gì cũng không ăn. Vâng ạ. Này, ba bảo lại. Dạ. Chúng ta đi du lịch đi. Không đi du lịch đâu, ở nhà mát sướng hơn. Ôi giời, chỗ này du lịch ở trên bàn chỗ của ba á, mát lạnh luôn. Thế hả? Mát như tủ lạnh luôn. Thế có cái gì hay không ba? Có nhiều thứ hay lắm, con chưa giờ nhìn được. Ba nói đi, con xem có hay không con mới đi chứ. Ôi giời, không hay không đi đâu. Có nhá, có bao nhiêu thứ luôn, là các con vật này, rồi là thác nước này, cánh đồng bao la luôn, đẹp cực kỳ luôn, con chưa giờ nhìn thấy đâu. Nhưng mà trên này có wifi không? Có wifi, à không, không, không wifi, nhưng mà trên đấy bắt được mạng ấy, người ta không gọi là wifi đâu. Nhưng mà ta gọi là cái gì? Ba không nhớ nữa, thôi cứ đi đã. Trên đấy có điều hòa không? Không có điều hòa nhưng mà mát lạnh như tủ lạnh luôn, không cần điều hòa. Ba nói thật nhá. Thì chuẩn bị vali đi rồi đi nhá. Bắt đầu con. Đi luôn, đi ngay. Đi thôi. Chờ ba cho con một tí con này cái vali nữa. Chờ đi. Ui, sao lại nhiều vali thế kia? Phải mang nhiều vali mà ba. Cái này là đồ chơi này, cái này là vali đồ ăn này, còn cái này là vali quần áo, phải có ba vali mà ba. Chúng ta chỉ cần mang một vali quần áo rồi, còn đồ ăn với lại đồ chơi để nhà trên đấy có đầy đủ hết rồi. Nhưng mà trên đấy có gì để chơi không ba? Có rất nhiều, thôi đi thôi. Nào, nhanh. Nhưng con phải để hai cái ở nhà. Để hai cái nhà, mang cái vali quần áo to đi thôi. Con cho con mang một cái vali đồ ăn đi nhá. Không cần đồ ăn đâu, để đồ ăn ở nhà. Trên đấy có rất nhiều thứ ngon, con chưa giờ ăn được ngon cực kỳ luôn. Nhanh. Đi thôi. Ôi ngon thật đó. Ngon đi đã thôi. Vâng ạ, đi thôi. Nhanh con ơi. Ba ơi, từ nãy giờ. Nào. Nhưng mà con mệt lắm. Nào, nhanh lên. Con không đi nổi nữa đâu. Nhanh, sắp đến rồi. Ba ơi, đi nửa ngày rồi mà. Ôi giời ơi, nhanh lên rồi, con đi có một tí thôi, làm sao? Bây giờ thế con nào? Con mệt lắm rồi, con muốn về nhà cơ. Ở đây nóng lắm, đi nửa ngày chưa đến nhà mà ba bảo tí lại ngay kia. Nói thì đốt hết rồi chân. Đi qua cái cầu đến rồi, thôi nào. Lại qua cái cầu luôn. Cố gắng lên nào. Có đúng là một cái cầu nữa không ba? Đúng rồi, một cái cầu. Nếu mà qua cái cầu không đến là con đi về ba nhá. Đấy rồi, ba hứa nào, cố lên. Ôi giời ơi. Ôi mệt quá. Ôi điều hòa lắm, nó quen rồi. Sushi. Chào bác ạ. Cháu đang làm gì cháu? Em đang làm gì đấy? Cháu đang cắt rau hộ mẹ. Cháu cắt rau hộ mẹ à? Đâu, xem nào, cháu cắt được nhiều rau chưa? Mới cắt thôi. Nhiều quá rồi nhỉ? Đấy. Ba ơi nhìn nhỉ, mồ hôi ướt hết đầu kìa. Con thấy chưa? Mẹ. Con thấy em bé tí kia giúp mẹ cắt rau đấy. Thấy chưa? Nào đi ra cắt rau cùng với em đi lên. Đưa vali ba cầm. Con không thích cắt rau đâu ba. Cứ cắt rau thì hay lắm, tí em kể cho nhiều chuyện hay lắm. Đâu đâu. Không thích cắt đâu. Thôi. Cắt nhà vui lắm chị. Cắt vui lắm đấy. Cắt vào tay thì sao ba? Không vào tay được, nào đưa cắt rồi quen hết, đưa vali cho ba. Cái cuống này thôi nè. Đưa vali ba cầm, đấy hai chị em cắt rau đi. Em cắt đi chị, đứng chị xem. Muỗi, sao ở đây nhiều muỗi thế hả em? Ôi trời ơi, ở đây rất là nhiều muỗi chị. Ở đây nhiều muỗi lắm mà. Sao nó không cắn em mà nó cứ cắn chị á? Được chỗ này, nó không bị. Thôi, cắt xong rau rồi, hai chị em ra kia đào khoai. Đi đào khoai nữa, sao không ra chợ mà mua? Ôi trời ơi, nhà em trồng khoai, ở đây không có chợ đâu. Ở đây không có chợ, thế mà ba chị bảo ở đây cuộc sống sướng lắm mê. Sướng hả chị? Sướng á? Sướng cái chỗ nào? Phải đào cái củ này á. Đây củ khoai chị. Đâu chị xem nào. Đây là củ khoai đấy á. Vâng. Chị không chưa nhìn thấy củ khoai sống như này bao giờ luôn. Chị à, cứ mua về à, mẹ luộc à, chỉ có ăn quả chín thôi, không phải đi đào như này đâu. Ở đây là trồng khoai, ở đây không có mua đâu chị. Thế à? Thế là phải tự làm hết à? Tự làm. Thôi đi về đi. Đi về. Ngon hết. Ba ơi, rau ở đây ngon bay à? Rau đây là rau tự trồng đấy. Ngon lắm. Bà bác tự trồng hả bác? Đúng rồi. Bạn ba ở đây xuống nhá. Ngon lắm ấy, ăn đi nhá, hai đứa ăn nhiều vào. Vâng ạ. Ngon quá. Đấy, nên đây nó ăn cơm ngon như thế đấy. Ở nhà thì mời vào mồm, bê tận mồm không ăn. Ngon
Ngon không con? Hôm nay có rất nhiều món ngon đây này. Ngon lắm bạn. Ôi rồi gần hết rồi. Sạch bách đến nơi rồi kìa. Không rồi ba. Ba cảm ơn. Ba ơi khổ. Thôi đây là sao hai đứa tranh nhau quả trứng nữa. Cảm ơn bác ạ. Bác xin nhá. Thôi ăn nốt hai cái kia đi. Ăn xong thì rửa bát đấy nhá. Bác xin hết cơm ạ. Thì hết cơm rồi cháu ạ. Cháu phải ăn nhanh lên chứ ở đây á. Các em nhỏ ăn nhanh lắm. Giờ sao phải ăn nhanh nữa chứ ạ. Đúng ạ. Nào xin đi rửa bát đi. Cho con cái ra rửa bát nhá. Đi rửa bát đi nhá. Rửa bát rửa ba. Phải đi rửa bát đi. Ăn xong tự đi rửa bát nhá. Nhà mẹ rửa bát mà. Không lên đây phải đi rửa bát ạ. Nhưng con đánh vỡ rồi sao pha? Không vỡ đâu, yên tâm, có em sushi dạy rồi. Không sao, nhá, đi rửa bát đi. Ô, cầm hai cái cốc ra tớ. Ôi, ở đây không có điều hòa nhưng mát nhở? Mát hả? Ừ, công nhiều cây. Ôi, trời nhiều sao thế. Ở trên hà thành phố tớ không nhìn thấy sao này đâu. Ở đây nhiều sao lắm. Hôm nào tớ dẫn lên cầu trận lên trên núi nhá. Bắt đầu đó mà, sáng quắc trời luôn. Thế à? Ở đây không thích, nhưng mà ở đây vất vả nhỉ. Ở trên thành phố sướng lắm, không phải đi đào điếc gì đâu. Ra siêu thị mua cái đầy đồ luôn. Bởi vì ở đây không có siêu thị này, đâu. Mà tối nay còn mỗi một miếng thịt bò, tại sao em lại dành của chị thế? Nhưng mà hình như là tớ hơn tuổi cậu đấy. Còn gọi tớ bằng chị đấy. Tại sao em lại dành miếng thịt bò đấy của chị? Chị có biết không, mà bố chị nhá, dành hết cho chúng ta luôn ấy. Có được ăn miếng nào đâu, mà chị đâu có nhìn đâu. Không phải, tại chị đói quá. Đi lên trên này sáng nay nhá, đi cắt rau với em này, đi đào khoai với em này, đi lên dãy với em này. Về đói ơi là đói. Mà nhà em không có tí thức ăn á. Chị ở trên thành phố mẹ chị nấu một bàn luôn. Chị còn chẳng thèm ăn luôn ý. Ở đây chẳng có đồ ăn mấy nhở. Nên là đi lên tận đỉnh. Chị có làm gì đâu, chị cần đi theo em này. Nhưng mà đi cũng mệt mà. Ở nhà chị chẳng đi đâu cả, cứ nằm ở nhà chơi chị thôi. Không? Chị đói lắm, bây giờ vẫn đói nè. Hết cơm. Cái gì đấy? Đây là khoai sáng nay chị ta vừa đào đấy. Ô, củ khoai sáng nay mình đào đấy á? Ô thế à? Em sấy lên đấy. Ồ, ăn tạm vậy. Ngon đấy. Ôi, chị chưa ăn cái món này bao giờ luôn đấy. Toàn tan luôn nhở. Ôi, ở đây có món này hay đấy. Trên thành phố không biết có không ấy. Cái này trên thành phố có bán mà. Thế à? Ba, ba ơi, ba ăn khoai không? Khoai hôm nay bọn con đi đào về sấy đấy. Hai con ăn món khoai sấy à? Vâng ạ, ba ăn bao giờ chưa? Ba ăn rồi, ngày xưa trước ba cũng lên nhà sushi mà ba sushi sấy cho ba ăn một lần rồi. Đây này ba, ngon cực ba. Vâng ạ. Khoai này hai chị em vừa đào ở vườn đúng không? Dạ vâng ạ. Ôi, cháu sushi khéo tay ấy nhỉ. Em sấy ngon lắm ạ. Sấy lên mà chị. Đấy, con thấy không? Em bé kia em còn biết đi đào khoai sấy khoai đấy. Vâng ạ. Con học em nhá. Vâng ạ. Đúng rồi, ăn nhiều vào cho trong lớn, nghe chưa? Còn đi học. Ở trên này ăn gì cũng ngon ba. À thế à? Vâng ạ. Thôi ăn đi nhá, bác ra đây tí cháu ạ. Vâng ạ. Hai chị em ngồi ăn nhá. Cam này. Miếng này đủ khoai vàng ấy. Bà gái ơi. Ba. Hôm nay ngủ ngon con? Ngon ba. Thế con thấy cuộc sống trên này thế nào? Ba ơi, cuộc sống trên này thật là cũng vất vả nhưng mà cũng vui ba. Con học được rất nhiều điều ba. Con thấy thương em sushi lắm. Em vất vả như thế nhưng lúc nào em cũng vui ba. Đúng rồi. Bởi vì em sushi ở trên này, cuộc sống của em không được như con đâu. Vâng ạ. Em rất là vất vả. Vâng. Em bé như thế em vẫn phải đi giúp mẹ này đào khoai này, nhặt rau, làm những việc nhà đấy con ạ. Vâng ạ. Con thấy mình thật là may mắn khi có gia đình như ba với mẹ chiều con, mà con còn không chịu ăn, không chịu học, cứ mãi chơi. Con sai rồi, sau lần này về đây con hứa với ba là con phải học thật tốt ạ. Thấy chưa? Chính... Con sẽ ăn hết những gì mà mẹ nấu cho con ăn. Đúng rồi, chính vì điều đấy ba mới cho con lên nhà sushi chơi đấy. Vâng. Để con nhìn được em này, em bé như thế em phải làm rất là nhiều việc. Đấy, để ba con ơi. Quen đi, cuộc sống như thế đúng không? Ba ơi, hẹn này ba cho em Su lên nhà mình chơi ba nhé. Được rồi, hẹn này ba sẽ đón em Su lên nhà mình chơi nhá. Con chạy sang con bảo em nè. Đi đi. Xin chào tất cả các bạn xem và ủng hộ
mình và subscribe cho mình nhé.